đó có hai bạn nữ khá là xinh đang chụp hình ở trên đó kìa. Đó. Vậy là thôi con chạy thì cái chỗ này thì nó ngập chắc cỡ nửa bánh xe á. Dạ. Giờ là mình đang đi trên cái con đường đi xuống suối Âu Đá này mọi người. Có xe tải nó chạy nè mọi người thấy không? Đó, gần nữa. Thấy là bà con ở trên đó kìa, quá đông. Hôm nay là ngày thứ chứ không phải là chủ nhật hay gì hết. Nhưng mà miễn mà có mưa là bắt đầu là có bà con ta đi. À, đó bà con chạy thì cũng khá là khó nè mọi người. Đó. Ta thấy được cái cảnh suối chảy rất là đẹp này nè mọi người. Đó. Ngồi xuống đây là nước suối trong xanh, mát lạnh. Và có rất là nhiều miễn nè 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 miễn nè miễn nè. Nè miễn chai không à. Người lớn hen lại lên tới đét chứ tới đây. À. Ổng này học cái này. Tới đét tới đây thì nó giục rồi. Dạ. Còn ngoài lộ cái mà rất là ngập. À, xuống đây là có một cái ô nè, chúng ta muốn tắm ở đây á thì chúng ta đi vào đây tắm. Rồi trên đây có những cái bàn nè cho mình ngồi ăn uống này kia luôn. Rất là ok mọi người. Còn ai mà mệt thì lên đó nằm võng ha. Đây nè. Trời ơi, giữa lộ ngập lút luôn hả? Đi lên trên nữa mọi người. Quá êm luôn. À, rồi. Qua chỗ này hơi khó một chút. Quá đã luôn mọi người ơi. Trời ơi. Quá trời êm luôn. Hiện tại thì Thiện Quá đang có mặt tại thị trấn Ba Chúc, huyện Chi Tôn, tỉnh An Giang. Cái khu vực này thì nó hơi thấp, cho nên là mỗi lần mà mưa lớn á thì cái chỗ này là ngập lên gần cái mí của nhà của cô Hai luôn ha. Dạ. Vài bữa nó làm đường. Vậy hả? Vậy là tin vui cho bà con rồi. À, là chuẩn bị làm rồi đó. Vậy là sắp tới là chuẩn bị làm cái lộ này. Làm cái lộ này nè. Vậy là bà con mình đỡ bị ngập rồi. Đỡ bị ngập rồi. Đây chưa lấy khúc mà thôi chứ kia không có. À trong kia không có. Không, chỉ có khúc thôi ha. Rồi. Dạ. Nhưng mà nó cũng bất chước chứ con. Mỗi lần mà mưa tới nó cũng chạy văng vô nhà luôn ha. Dạ. Ồ. Vậy là nãy là nó lên gần giữa lộ lúc luôn. Dạ. Vậy là cái mí này nãy cô nói là lên gần tới mí mọi người. Bây giờ nó giật bớt rồi nè. Nhưng mà ở ngoài trời thì còn mưa nha. Nguyên cái đoạn đường này thì có cái chỗ này là ngập sâu nhất thôi. Bây giờ là Quá đang bước ra cái đường lộ lớn mọi người. Nãy giờ là mình ở trong cái nhánh. Thì chỗ này nhờ có cái cống rất là lớn nè. Cho nên là nó rút cũng khá là nhanh. Nãy giờ là mưa nước chảy rất là nhiều luôn mọi người coi nè. Mà nó rút rất là nhanh nha. Cái cống này là chảy rất là mạnh luôn nè mọi người. Đó. Hồi nãy là nó ngập lên cũng khá là cao nhưng mà nó rút cũng nhanh vậy lắm. Ở đây giờ nó đi ra ngoài chắc ra ngoài ruộng luôn á. Là cái miệng cống rất là ok luôn ha. Có đoạn này chút xíu nè. Nhưng mà bà con di chuyển nó cũng hơi khó chút xíu nè. Đó. Sau cơn mưa bắt đầu bà con người ta dọn dẹp nè. Đó. Gác rồi nó tấp xuống mọi người, dài lên đây luôn nè. Đó. Đó bà con ta dọn dẹp với sẵn quét cho nó chạy xuống đó nguyên một khúc luôn. Bây giờ thì mình sẽ đi lên hai con suối rất là nổi tiếng ở thị trấn Ba Chúc để chia sẻ đến mọi người nha. Sau cơn mưa trên đây chắc là nước cũng rất là nhiều á mọi người. Đó. Bà con ta đang quét dọn nè. Đó. Ở phía trên kia là nó cao á, còn đây là thấp bởi vì nó chảy xuống nè. Nước chảy cũng khá là nhiều á mọi người. Con bé làm tàu nè. Nguyên một đoạn đường luôn. Là cái hướng này là mình đang chuẩn bị đi về suối Ô Vàng và suối Ô Đá đó cả nhà.
sẵn mình quay nguyên tuyến đường sau cơn mưa ngay chỗ thị trấn Ba Chúc cho bà con mình xem luôn ha. Mỗi lần mà mưa lớn á là bắt đầu là sẽ có chảy như vậy đó mọi người đó, và ngay đây thì cái nhánh này nè nó chảy nước xuống nhiều đó. Ở đây là mình đang chạy vào một con suối rất là nổi tiếng, đợt trước rồi quá có vô một lần á, tuy nhiên thì quá trời đông luôn rồi, cho nên là mình mới đi lại con suối đằng kia mình tắm. Ở đây là suối Ô Đá nha mọi người. Còn cách đây tầm khoảng 3-4 km thì có con suối nữa cũng nổi tiếng ở Ba Chúc này lắm, đó là suối Ô Vàng ha. Suối Ô Vàng thì có một cái miếu bà, còn cái suối Ô Đá này thì không có ngồi miếu ha. Đó, vô tới đây thì có rất là nhiều cái quán nè, ta cho gửi xe rồi bán những đặc sản ở đây như gà đốt này kia rất là nhiều mọi người. Giờ nước quá nước luôn kìa. Đó, giờ là mình đang đi trên cái con đường đi xuống suối Ô Đá này mọi người. Cái đường này cả nhà đi cẩn thận nha. Quá miễn rồi nè, coi chừng thật thận. Đi kỹ kỹ nha. Bà con đi xuống cái đường này là kỹ kỹ nha bà con. Đi mang dép này kia, tại vì ở đây rất là nhiều miễn nè, miễn nè. Nè, miễn chai không à, ghê vậy ta. Sao ngay cái đường đi này mà nguy hiểm vậy? Đó. Vừa khô á. Lúc nãy thì quá quay ngay chỗ thị trấn Ba Chúc. Và bây giờ thì mình lại đây để chia sẻ đến tất cả mọi người. Thường thì sau những cơn mưa ở vùng bãi núi mình á, thì bà con đi tắm suối rất là nhiều, tại vì mưa mới có nước, mới có suối được mọi người. Và hiện tại là mình thấy là bà con ở trên đó là quá đông. Hôm nay là ngày thứ chứ không phải là chủ nhật hay gì hết, nhưng mà miễn mà có mưa là bắt đầu là có bà con ta đi đi tắm rồi. Ở đây mình thấy có hai đường nè, một cái đường là đi qua đây, rồi một cái đường là đi qua đây ha. Còn suối Ô Đá này thì có rất là nhiều chỗ tắm đó, thì cả nhà thấy chỗ nào dạ, ok thì mình sẽ tắm. Chị cho em hỏi rồi, là thường là mình đi lên cái đường này tắm hay là đi lên đường kia? À, đi lên lên đường này ha. Dạ. Là có chỗ ô cho mình tắm. Dạ. Rồi thấy mấy bạn này thì đi qua bên đây nha. Đó, còn mấy anh mấy chị thì đi cái đường bên đây. Vậy là đường nào cũng lên quán hả ta? Hồi nãy anh chị nói là cái đường nào cũng lên chung một hướng hay sao? À, mình đi lên đó, đường đó có quán. À, bên đó có quán. Dạ, bên đó có quán. Rồi chỗ nào có những cái ô bự á, nghe nói Ô Đá có cái ô lớn lắm. Bên quán đó luôn. À, bên quán luôn đó ha. Lên xa không anh chị? Lên khoảng 200 mét là có cái ô cho mình tắm rồi mọi người. Đó, hôm nay thì có rất là đông bà con đi tắm luôn nè. À, cách đây chắc cũng một tuần vậy đó, quá vô đây thì tiếng ngữ tiếng ngữ. Hello, chào nha. Rồi, chào em. Rồi, chào anh nha. Rồi, vậy hả? Biết không? Giờ là mình đi bên cái con đường này. Tại đường này là cái đường giống như là đường chính vậy đó. À, có đường đi từ xưa giờ, còn bên kia là mình sẽ men theo cái con suối. Còn trên đây là chúng ta giống như là đường tắt lên, trên đây có một cái quán với lại có một cái ô á, bà con gọi là ô đá, là mình có cái chỗ, cái điểm đó để dành tắm á. Thì từ ở dưới chỗ đuôi con suối đó, đó lên tới đây là tầm khoảng 200 mét là tới. Trên đây nó cũng có ngã ba, ngã tư rồi nhiều lắm đó nghe mọi người. Đây, đây dạ. Mình sẽ mang theo cái con đường này, trên kia thấy nhạc sập sình chảnh nữa, không biết sao đây. Hôm nay hai anh em hữu duyên gặp được nhau ở vùng bãi núi rồi đi quay chung luôn.
với Nguyễn Thuận khám phá cuộc sống á mọi người. Đường này bà con chắc mới làm nè. Ồ, đường này là chạy xe được nè. Ờ, trên kia đang karaoke mà mọi người ơi, hơi căng. Đó, khu vực trên đó có mấy bạn trẻ đang chụp hình ha, sẽ đi chụp hình cho nó. Và con suối này là dài lên tới trên kia luôn nha mọi người. À, xuống đây là có một cái ô này, chúng ta muốn tắm ở đây á thì chúng ta đi vào đây tắm. Rồi trên đây có những cái bàn là cho mình ngồi ăn uống này kia luôn, rất là ok mọi người. Còn ai mà mệt thì lên đó nằm võng ha. À, mình đến suối Ô Đá này được 3 lần rồi. À, nhưng mà lần này là tuyệt vời nhất, là nói chung là cũng may mắn hữu duyên thôi, đến thị trấn Ba Chúc vào cái ngày mưa tầm tã đó thì mình mới thấy được cái cảnh suối chảy rất là đẹp này nè mọi người. Đó, trời ơi, cái này mà đi tắm thì thôi là khỏi bàn gì luôn nha mọi người. Ngồi xuống đây là nước suối trong xanh mát lạnh và có rất là nhiều điểm tắm. Bây giờ thì mình sẽ đi lên đó đó để mà ghi hình tiếp hết con suối cho cả nhà xem nha. Trên đó có hai bạn nữ khá là xinh đang chụp hình ở trên đó kìa. Đó. À, đây mình vừa ngồi đây mình ăn xong mình tắm suối luôn, quá êm rồi. Nè mọi người. Đó, bây giờ là mình đi theo cái con đường này lên đây. Để quá tuyệt vời luôn. Đây có hai bạn nữ đang tắm suối nào, quá đẹp luôn mọi người, quá tuyệt vời luôn. Ba, cái con suối này lên tới đó rồi còn lên nữa không? Còn nữa ha. Rồi bây giờ là mình tiếp tục đi lên trên nữa mọi người, quá êm luôn. Rồi qua chỗ này hơi khó một chút. Quá đã luôn mọi người ơi. Trời ơi, quá trời êm luôn. Muốn tắm suối khỏi cần đi đâu hết, Hàng Giang mình có đầy đủ nha mọi người. Một con suối rất là đẹp, suối Ô Đá ở tại thị trấn Ba Chúc, huyện Chi Tôn, tỉnh An Giang. Đang vào mùa nước, hết sức là tuyệt vời luôn. Trời ơi, nguyên con suối tuyệt đẹp. À mọi người, đó, đó xuống dưới đó thì có một cái ô cho mình ở dưới đó mình tắm, quá trời ok luôn. Thì cuối cùng hôm nay thì Thiện Quá cũng đã thấy được một cái con suối hết sức là tuyệt vời để gửi đến tất cả mọi người. À, cái địa điểm này á, thì trước đây mình cũng có đi lại được 2 lần, và lần này lần thứ 3 là thỏa mãn nhất, là vào cái ngày ở thị trấn Ba Chúc mưa rất là lớn, cho nên là con suối hôm nay á, thì nước khá là đầy đủ, trong xanh mát lạnh. Và hiện tại là ngày thứ, hôm nay là ngày 22, nhưng mà bà con á, đến tắm rất là đông. Thì mọi người cũng biết á, thì suối mà thì phải có mưa thì mới có nước, cho nên bà con á, giống như là canh vậy đó. Khi mà 1-2 ngày mà có xảy ra mưa ở đây khá là lớn á, thì bà con sẽ đi tắm suối ha. Chứ bình thường thì không có mưa thì sẽ không có nước đâu. Và mình đi lên đây thì nó cũng bình thường, núi đá bình thường, nhưng mà khi mà có mưa xuống nhiều á, thì cả nhà sẽ thấy được một cái bức tranh rất là đẹp. Đó. À, quá là tuyệt vời luôn mọi người. Đó, ở dưới đó là mấy anh em đang chụp hình nè. Ừ.
quá trời vui luôn. Quá trời vui luôn. Dọc theo cái con suối này á, thì sẽ có những cái tum đó, thì mình lại mình thích cái tum nào thì mình lên mình ngồi cái tum đó, mình kêu đồ ăn nước uống này kia ngồi trên đó. Đó rồi ăn uống xong rồi chúng ta bước xuống đây để mà tắm suối. Thật sự thì không còn lời gì để tả nữa, quá đẹp. Giờ quá sẽ tiếp tục đi lên nữa. Lên trên sao không anh? Có thể ướt mình rồi. Ây da, ướt mình luôn rồi. Ây da, bước vào chỗ này ướt mình luôn rồi mọi người ơi. Chết tệ rồi. Rồi mình bước qua cái chỗ đó bị ướt mình luôn mọi người ơi. Giờ mình đang tiến lên trên đó nữa. Ngay chỗ này thì cũng có một cái ô nữa nè. Cả nhà có thể tắm ở đây cũng được nha. Đó, mấy anh đang tắm ở chỗ này. Đó. Lúc ở dưới chân á, mình đi lên á, thì có cái ngã ba, thì chúng ta quẹo phải là quá đang đứng đây, là giống như là đất của bà con ngay cái con suối đó, người ta kinh doanh mua bán ăn uống và tắm ở đây luôn nha. Và cái con suối này thì ngay khúc này là rất là đẹp đó, nhưng mà nó lên được tới đây là sẽ có cái rào lại giống như là hết đất của bà con á đó. Còn cả nhà mà quẹo bên hướng bên kia thì chúng ta có thể đi chinh phục con suối này cao hơn nữa nha. Đó, quá đang đi đến cái điểm cuối cùng, đó là cái ranh đất chỗ suối ô đá này. Ở chỗ này thì có quán, hầu như là chỗ này là như duy nhất à, có cái quán này thôi mọi người đó. Và con suối này nó còn lên tới trên kia nữa, thì cả nhà mà có muốn tắm những cái đoạn trên thì chúng ta bắt buộc phải lội qua bên kia ha, để đi lên cao nữa. Đây là cái đoạn này là cái đoạn hết đất của người ta rào rồi nè, nguyên cái hàng rào lưới 70 nè. Rồi thì Thiện Quá đã đến được cái điểm cuối, chỗ mà cái quán có cái con suối ô đá đi qua của bà con kinh doanh ăn uống, rồi mình tắm luôn. Ở chỗ này thì được rất là nhiều bà con người ta đến đây tắm. Còn nếu mà chúng ta thích chinh phục nữa thì chúng ta sẽ rẽ trái, lúc mà ở dưới chân ta đi lên đó, thì rẽ trái ha, để sẽ đi cái điểm cao hơn, chúng ta tắm ở trên kia. Còn hiện tại là mình đến đây là đã kết thúc rồi. Ngay chỗ đây là ngay chỗ cái ranh đất của bà con này ha. Thì mình mong rằng là cô chú anh chị sẽ thích những cái video như thế này. Nhớ cho mình xin một like, một lượt đăng ký để ủng hộ Tinh Thần Quá nha. Hẹn gặp lại mọi người vào cái video kế tiếp. Thiện Quá trân trọng kính chào, tạm biệt. Đó, từ cái quán trên đó đó, chúng ta đi dài xuống đây là chúng ta sẽ gặp một cái ngã ba của cái con suối này đó mọi người. Đó thì nó cũng chảy chung đi xuống tới dưới chân luôn nha. Nói chung là mưa rồi á thì cái chỗ nào chúng ta cũng có thể tắm được hết ha. Đây là từ đây dài lên tới quán luôn. Chỗ này thì không có quán, cái đường đi bên đây là không có quán, nhưng mà chúng ta vẫn tắm được nha. Đó, các bạn trẻ có thể ghé những cái ô này nè, ta đắp đá lên là xong, ở đầu là tắm ngay chỗ này luôn, rất là tuyệt vời nha mọi người. Đó, bây giờ thì Quá sẽ đi xuống cái đường này đó, quay cho cả nhà xem. Đây thì toàn là mình đi trên đá thôi chứ nó không có cái đường đàng hoàng đâu, cả nhà đi cũng cẩn thận nha mọi người. Khi đi đến chơi suối thì mình đem đồ ăn theo á, thì nhớ công tác dọn rác nha cả nhà. Đó, đây cũng có một chỗ mấy em nó đang tắm đó. Đó, từ trên đó đó chúng ta đi men theo con suối thì chúng ta sẽ đi ra cái nơi mình gửi xe lúc nãy đi xuống ha. Có rất là nhiều bạn trẻ người ta đến để ta chụp hình ngay chỗ con suối nè. Đó, mọi người thấy không? Đó, những người mẫu tương lai rất là nhiều luôn. Ở dưới đây chúng ta cũng có thể tắm được nè mọi người, dưới đây cũng có nước rất là nhiều nè ha.
Rồi chúng ta sẽ lên lấy xe thôi.